Số 10. Đứng ở vị trí số 10 đó là YouTuber nổi tiếng tên là Roman Atwood. Tính đến nay thì Roman đã xuất hiện trên YouTube được nhiều năm rồi và sự nổi tiếng của anh thì càng ngày càng tăng lên. Ở trên kênh Vlog của Roman thì gần như ngày nào anh ta cũng đăng tải video. Và nhờ vào đó mà anh ta có thể kiếm được khoảng 400 đến 700 nghìn đô mỗi tháng, tương đương với khoảng 5 đến 9 triệu đô la mỗi năm. Số 9. Vị trí số 9 là YouTuber với cái tên Brave Wilderness. Brave Wilderness là một trong những YouTuber độc nhất vô nhị trên nền tảng chia sẻ video trực tuyến này, vì có rất ít YouTuber dám thực hiện những kênh video như thế này. Ước tính anh có thể kiếm được 100 đến 300 nghìn đô la mỗi tháng, tương đương với khoảng 2 đến 3,5 triệu đô la mỗi năm. Số 8. Và giờ vị trí số 8 thuộc về kênh Reaction Time. Reaction Time đơn giản chỉ là những video quay lại phản ứng của anh chàng này khi xem những video khác trên YouTube, nhưng với một cách thú vị hơn. Ước tính anh có thể kiếm được khoảng 800.000 đến 1 triệu đô la mỗi tháng, tương đương từ 10 đến 15 triệu đô la mỗi năm. Expectations versus reality. Look at that shit. Yes. Yeah. It looks like a thumb up. Wait. You guys. No, it'd be like this. Wait, what? Like that. It looks like a thumb up. Thumbs up. Amazing. Right? That's what you guys were thinking, right? It looks like a thumbs up. It doesn't look like a. Số 7. Vị trí số 7 thuộc về YouTuber Logan Paul. Người mà dạo gần đây đã thu hút được hàng triệu lượt view cùng với hàng triệu lượt đăng ký trên kênh của anh ta. Hiện giờ Logan là một trong số nhiều người đã chuyển từ Vine sang YouTube và chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã thu hút được hơn 5 triệu người đăng ký trên kênh vlog của mình. Ước tính anh kiếm được khoảng 500 đến 800 nghìn đô mỗi tháng, tương đương từ 6 đến 10 triệu đô la mỗi năm. Oh my god. I'm gonna get deep, so listen up. Right now, this is super cool, and we're all like freaking out that we're on a private jet. Yeah, yeah. But in like 3 years, I bet it's gonna be like portal. This is gonna be normal. This is like right about like normal life, bro. So sao? Đứng ở vị trí số 6 là kênh Popular MMOS, hay còn được biết đến với cái tên là Pat. Pat đã có được sự nổi tiếng nhờ vào tựa game Minecraft, nhưng cũng giống như các YouTuber khác, anh cũng làm video chinh phục thử thách và video phản ứng song song với các video về gaming. Tính đến giờ, ước tính anh ta có thể kiếm được khoảng 700.000 đến 1,2 triệu đô mỗi tháng, tương đương với khoảng 8 đến 14 triệu đô la mỗi năm. Số 5. Vị trí số 5 thuộc về YouTuber Lele Pons. Lele là một trong số những YouTuber nổi tiếng nhất trên YouTube vì cô đã thu hút được một lượng lớn theo dõi rất lớn trên YouTube chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Mỗi ngày cô có thể kiếm được hàng triệu lượt xem và nhờ vào đó, người ta ước tính cô có thể kiếm được khoảng 100 đến 300 nghìn đô mỗi tháng, tương đương với khoảng 2 đến 3,4 triệu đô mỗi năm. Excuse me, Let's face it, I was great. You're, no, listen to me, listen to me, excuse me? You think you're famous? Just remember, I'm great, you're not. Did he just you ever think about that? What did he do? Did he you think you have friends, but you don't. You are not talented. No. You are very good. I understand you're jealous. Want to step outside? Ooh. I'm not leaving, you're leaving. This is my stage now. Did he just... My stage, bye everybody. So bon. Vị trí số 4 thuộc về kênh Dan TDM, cũng giống như Popular MMOS, anh lấy được lượng fan khủng từ tựa game Minecraft.
Giờ thì Dan vẫn còn làm video về game Minecraft, nhưng anh ta đã có đôi chút thay đổi. Anh cũng làm các video về những tựa game khác. Ước tính giờ đây anh có thể kiếm được khoảng 800.000 đến 1,3 triệu đô mỗi tháng, tương đương với khoảng 9 đến 15 triệu đô la mỗi năm. Okay, I think I need to get this ball into the hole. I don't know how I'm gonna get the ball though. I definitely can't jump or anything. So how do I get him? And you have to keep the body in the box at all times. Right, I'm going off the top here. This should be it. Here we go, buddy. Go! No, that was so bad. Maybe off here instead. There we go. That's it. That's the one. Yes. Now to get it over that bridge, which doesn't have any. So bad. Vị trí số 3 thuộc về kênh Dude Perfect, cũng giống với kênh Brave Wilderness. Họ cũng đăng tải những nội dung gốc rất hiếm khi được tìm thấy trên YouTube, bởi có rất ít kênh có thể thực sự cạnh tranh được với họ trong lĩnh vực này. Nhờ thế mà mỗi video của họ có thể thu hút được hàng triệu lượt xem. Ước tính họ có thể kiếm được khoảng 400 đến 700 nghìn đô mỗi tháng, tương đương với khoảng 5 đến 8,4 triệu đô la mỗi năm. Số 2, đứng ở vị trí số 2 là kênh Guana Juice, hay còn được biết đến với cái tên là Roy. Roy đã có một lượng fan khổng lồ nhờ vào những video chinh phục thử thách cũng như các video hướng dẫn tự chế đồ của mình, và nhờ vào đó mà anh ta đã có được hơn 6 triệu lượt đăng ký kênh. Anh ta cũng có sở hữu một kênh khác với khá nhiều lượt đăng ký. Ước tính anh ta có thể kiếm được khoảng 400 đến 700 nghìn đô la mỗi tháng, tương đương với khoảng 5 đến 9 triệu đô mỗi năm. Số 1. Và vị trí số 1 trong danh sách này thuộc về YouTuber Jake Paul. Jake Paul hiện đang là người nổi tiếng nhất trên YouTube. Mỗi ngày kênh của anh có thể thu hút được hơn ít nhất 10 triệu lượt xem trên toàn cầu. Và nhờ vào đó mà người ta ước tính rằng anh ta có thể kiếm được khoảng 700.000 đến 1,3 triệu đô mỗi tháng, tương đương với khoảng 9 đến 15 triệu đô la mỗi năm. From Italy, and it's coming in 4 months, and it's like a super rare car. There's only like 5 of them that are in the world right now, and they're just demo cars. No one owns them, and the rest are being made in Italy. We have to wait 4 months to get it. But there's one right here in Beverly Hills, and my boy at Beverly Hills Lamborghini was like, yo, come on through, we have one of these cars here, you can check it out. And I'm like really impatient, so I gotta see it. Let's go. Bro, it's literally a spaceship of buttons. Like, what is life? Dù gì thì video ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc. Hãy để lại bình luận và cho chúng tôi biết đâu là YouTuber mà bạn yêu thích nhất trong danh sách vừa kể trên. Tôi sẽ ghim comment có nhiều like nhất để mọi người cùng bàn luận. Nếu các bạn thích video này, đừng quên để lại một nút like và ấn nút đăng ký kênh bảng xếp hạng để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.